không phải Hoàng Thùy Linh, Phạm Quỳnh Anh mới là người được cầu hôn. Hậu ngày lễ tình nhân, hồi bạn thân đình đám trong showbiz Việt gồm Mai Phương Thúy, Phạm Quỳnh Anh, Gil Lê, Nụ Phước Thịnh, Minh Hằng, Đông Nhi đã cùng nhau đăng một tấm hình kèm nội dung We Love You 14 tháng 2, 2022. Ngay sau đó, rất nhiều nghi vấn về nhân vật được cầu hôn đã được đưa ra. Và tất nhiên, cặp đôi tình trong như đã mặt ngoài con e Hoàng Thùy Linh, Gil Lê đã được gọi tên. Thế nhưng, nữ ca sĩ đã nhanh chóng đính chính rằng mình chỉ là người đi dự tiệc. Cho tới mới đây, theo nguồn tin từ Pháp Luật và Bạn Đọc cho biết, một màn cầu hôn công phu đã diễn ra và nữ chính là Phạm Quỳnh Anh. Nữ ca sĩ được cho là đã tìm được nửa kia hoàn hảo, người ấy kém tuổi nữ ca sĩ tên F. Tuy nhiên, hiện đây vẫn chỉ là thông tin một chiều mà thôi. Thực hư thế nào phải chờ người trong cuộc lên tiếng mới biết được.